Hôm nay chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh giai đoạn hiện giờ còn gọi là hạ nguyên hạ. Đức Thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời đó. Phong ba biến chuyển đổi giờ gia can cho nên nước Nam Việt nhằm cõi trung ương. Có nghĩa là giai đoạn thời kỳ nhân duyên mà Phật Bồ Tát các vị có cái sứ mạng hoằng truyền chánh pháp, cho nên chính Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo Ngài đã chuyển kiếp tái sanh liên tục trong cái vùng Thất Sơn này, thưa quý vị. Thì quý vị mình coi xem cái hình ảnh của Đức Phật Thầy. Đó là một vị giáo tổ của phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Thành lập mở đạo phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương sau năm 1849. Rồi nói cho mau đến năm 1856 Ngài đã viên tịch. Rồi vài năm sau thì đến Đức Phật Trùm. Rồi đến Đức Bổn Sư. Rồi đến Sư Giải Bán Khoai. Và sau cùng là đến Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khai sáng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Thì chính Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm. Ngài đã giăng sắc lệnh sứ mạng độ đời trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, cho nên Ngài đã tiên tri với cái sứ mạng hoằng truyền chánh pháp, khai mở long qua để tuyển chọn người hiền, cho nên chọn cái đất nước Việt Nam nhằm cái cõi trung ương, tức là sau này là một cái nơi quan trọng để mở một cái đại hội long qua quy tụ những người hiền, những người có cái căn lành, những người có cái công đức tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiên Dũng thân ái mến chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi sáng thanh tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay Tiên Dũng hữu duyên cùng với tu sĩ Thanh Hòa đi viếng non ông Két cùng với các anh chị em. Thì hôm nay nhân dịp buổi sáng này với một cái không khí trong lành mát mẻ tại đỉnh núi ông Két, và nơi đây là điện Phật Vương và điện Phật Thầy Tây An, thì Thanh Hòa sẽ giao duyên với tất cả quý bà con mình. Trước tiên là một bài thi văn giáo lý của Đức Thầy với tựa đề là Viếng Non Ông Két, và sau đó Thanh Hòa sẽ chú giải sấm giảng của Đức Thầy để giao duyên gửi đến quý bà con chúng ta. Xin mời bà con chúng ta hãy cổ vũ cho Thanh Hòa một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần đi ạ. Nam mô Đà Phật. Dạ chào tu sĩ Thanh Hòa nha. Nam mô Đà Phật. Dạ chúc buổi sáng tốt lành. Dạ. Dạ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy, kính thưa các bậc cao minh cao đồ của Đức Thầy yêu kính, kính thưa toàn thể quý cô bác và tất cả chư quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thưa quý vị, hôm nay vào ngày 12 tháng 3 niên Nhâm Dần, cũng là cái ngày lễ dỗ kỷ niệm của Đức Phật Trùm. Đức Phật Trùm cũng là một vị Phật mà được chuyển kiếp tái sanh sau Đức Phật Thầy Tây An. Thưa quý vị, thì hôm nay đoàn Tây Ninh của chúng ta cũng được hội đủ duyên lành trở về với cái vùng Thất Sơn. Đây là một trong bảy núi gọi là Anh Vũ Sơn, còn gọi là núi Ông Két. Thì khi mà trở về với núi Ông Két thì chúng tôi mới nhớ lại cái kỷ niệm dấu chân của Đức Thầy sau khi dẫn Đức Ông đi viếng núi Tà Lơn xong. Thì Đức Thầy có dẫn các môn nhân đệ tử cũng như Đức Thầy trở cùng với các đại đệ tử là trở về viếng núi Ông Két này. Và lúc bấy giờ thì Đức Thầy có sáng tác lên một cái bài gọi là Viếng Non Ông Két. Thôi thì giờ đây với một cái buổi trưa không khí trong lành, gió thổi ha, mát mẻ. Thôi thì chúng tôi xin gửi đến quý vị mình qua một đoạn sấm thi với bài Viếng Non Ông Két. Nam mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát toại lòng thay, thức cảnh thị dân nhà một bài, cố tưởng ước mơ về nhược thủy, ngặt gì không cành lấy gì bay, dắt xác phàm phu giếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay.
chư sơn bãi núi đều quy tụ. Thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lũi chân chờ gót hài. Vậy hỡi chư thần, mau nói gót theo thầy, dắt chúng khỏi nồng cay. Lâu đài núi Cấm Lộ nãy mai, thức tình chúng sanh mới tỏ bài. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chắc có lẽ hôm nay sức khỏe Thanh Hòa cũng hơi yếu yếu ho ho ha, cho nên là ngâm bài thơ này đúng là phải cao vút chút xíu nữa nó hay nha. Dạ. Thấy hôm nay cái chất giọng còn yếu ha. Thôi thì bây giờ mình chuyển qua mình nói chuyện đi. Dạ. Rồi thì hôm nay tiếp theo thì xin mời Thanh Hòa giải dùm tại nơi Điện Phật Dương. Tiếng Dũng thấy có bốn câu rất là hay của Đức Thầy, là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Đó, như vậy thì Thanh Hòa có thể giải cho bà con mình nghe hai câu này. Tại sao gọi là cõi trung ương ở tại đất nước Việt Nam mình, mà sau sẽ có Phật tiên tại thế là đến bao giờ mới có? Thanh Hòa sẽ giải cho bà con mình được nghe chung nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến toàn thể quý phái đoàn Tây Ninh cùng tất cả quý cô bác lắng nghe lời chào thân thương, lời chào cảm kính và lời chúc phúc trân trọng tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thì xuyên qua hai câu chúng tôi xin trình và bài với cái hiểu của cá nhân mình như sau. Thì thưa quý vị, Đức Thầy cho biết là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Thì Đức Thầy cũng đã nói rất rõ rồi, nước Nam Việt là chỉ cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì miền Nam của đất nước Việt Nam thì quý vị mình cũng đã thấy rõ, với một cái dòng sông Cửu Long, với một cái tuyến đường dài hình chữ S, đây là một cái nơi cơ ngơi rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì chỉ rõ, Đức Thầy chỉ rất rõ là tại miền Nam của đất nước Việt Nam, nước Nam Việt là nhằm, tức là đúng ngay cái mục đích, cõi trung ương. Cõi trung ương tức là một cái nơi trung tâm, then chốt rất là quan trọng, rất là quan trọng, mà ám chỉ cho cái cõi trung ương sau này sẽ mở lên một cái đại hội lớn của một cái nơi mà được Phật chấm cái điểm để mở đại hội Long Hoa. Thì khi mà nói đến một cái đại hội Long Hoa thì chúng ta mới ngược dòng lịch sử, là thời kỳ quá khứ Nhiên Đăng cổ Phật lập lên một cái liên trì hội ở núi Liên Trì. Như vậy đó, là trong cái thời kỳ giai đoạn đó thì Đức Nhiên Đăng cổ Phật lập lên một cái liên trì hội để mà độ vô số chúng sanh đắc quả trong cái thời kỳ đó, trong một cái chu kỳ đó. Và đến một cái thời kỳ thứ hai thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập lên một cái linh lập lên một cái đại hội Linh Thứ Sơn ở cái núi Linh Thứ. Như vậy thì là đó là cái giai đoạn thời kỳ thứ hai mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mở lên một cái đại hội. Đại hội. Và đến cái thời kỳ thứ ba này, chính Đức Phật Di Lặc là một vị giáo chủ để rồi mở lên một cái đại hội Long Hoa sau này. Thì trong một cái chu kỳ nào nó cũng đều có ba nguyên: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thượng nguyên thì cũng được chia làm ba thời kỳ, là thượng nguyên trung, thượng nguyên thượng, rồi thượng nguyên trung, rồi thượng nguyên hạ. Rồi đến cái thời kỳ mà trung nguyên cũng vậy, cũng được chia ra làm ba thời kỳ là trung nguyên thượng, trung nguyên trung và trung nguyên hạ. Rồi đến cái thời kỳ thứ ba này cũng được chia ra làm ba giai đoạn là hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung và hạ nguyên hạ. Hôm nay chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh giai đoạn hiện giờ còn gọi là hạ nguyên hạ. Đức Thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời đó. Phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, cho nên nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, có nghĩa là
giai đoạn thời kỳ nhân duyên mà Phật Bồ Tát các vị có cái sứ mạng hoằng truyền chánh pháp, cho nên chứ chính Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo ngài đã chuyển kiếp tái sanh liên tục trong cái vùng Thất Sơn này. Thưa quý vị, thì quý vị mình coi xem cái hình ảnh của Đức Phật Thầy, đó là một vị giáo tổ của phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, thành lập mở đạo phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương sau năm 1849, rồi nói cho mau đến năm 1856 ngài đã viên tịch, rồi vài năm sau thì đến Đức Phật Trùm, rồi đến Đức Bổn Sư, rồi đến Sư Giải Bán Khoai, và sau cùng là đến Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khai sáng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Thì chính Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, ngài đã giăng sắc lệnh sứ mạng độ đời trong cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này, cho nên ngài đã tiên tri với cái sứ mạng hoằng truyền chánh pháp, khai mở long qua để tuyển chọn người hiền, cho nên chọn cái đất nước Việt Nam nhằm cái cõi trung ương, tức là sau này là một cái nơi quan trọng để mở một cái đại hội long qua, quy tụ những người hiền, những người có cái căn lành, những người có cái công đức tu hành, những người mà chân tu tâm đạo có cái công đức tu hành ngon lành, thì chắc chắn sau này đến một cái thời kỳ gọi là tận diệt nhân gian để trực tiên khoa. Lão giả hậu nhân quy ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la, hoặc giả là cái bài Giếng Non Két chúng tôi vừa đọc đó quý vị. Đức Thầy cho biết là lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài đó, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh vòng lai. Thì sau này đây là một cái nơi dùng Thất Sơn sẽ mở lên một cái đại hội long qua để tuyển chọn những người hiền đức, những người tu hành. Cho nên là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, cái cõi trung ương tức là ám chỉ cho cái tương lai vận mệnh sắp tới, sau này nó sẽ đến một cái giai đoạn mà mở ra một cái đại hội long qua, rồi đó là những cái bậc Phật tiên thần thánh, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo cái công quả tu hành, sẽ được vào diễn kiến, được vào giữ cái đại hội đó, được phân ngôi định thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên nước Nam Việt là nhằm cõi trung ương, quý vị ơi, may mắn lắm, hạnh phúc lắm, tuyệt vời lắm, chúng ta mới được sanh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam, nơi mà trên thì có là Thất Sơn, dưới thì có sông Cửu Long, khí thiêng liêng, sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể. Do vậy chúng tôi có thể dựa vào giáo lý của Đức Thầy, ngài đã khẳng định rằng đất nước Việt Nam là một cái nơi cơ ngơi, sau này sẽ có một cái trung tâm điểm là cái cõi trung ương, được quay về cái miền Nam của đất nước Việt Nam, cõi chân trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thằng hạ bút. Như vậy thì rõ ràng từ Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp dài cho đến Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì đây là cái lần sau cùng, cũng gọi là lần thứ chót để gọi là kêu thúc. Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Giao Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Cho nên giờ phút này Đức Thầy mới ráo riết kêu gọi tất cả nhân sanh, muốn được về cái giữ cái đại hội long qua, là một cái trung tâm điểm, là cái cõi trung ương, sau này nó quý báu, nó tốt đẹp như thế nào, thì quý vị mình hiện giờ phải sớm giác ngộ ăn năn, quầy đầu hướng thiện để bằng tăng giác dùm, tức là phải gắng cố gắng giác ngộ quy y Tam Bảo, ăn chay cúng lại, niệm Phật làm lành, cố chí lo tu hành, thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ giữ một cái đại hội long qua. Và một cái nơi trung tâm điểm đó, nó không phải nằm ở nước nào, mà được Phật Bồ Tát cũng như Đức Thầy của chúng ta có sắc lệnh sứ mạng để xuống miền Nam của đất nước Việt Nam. Rõ ràng Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài đã giăng sắc lệnh đó để rồi làm một cái ông Phật Việt Nam, để rồi giáo hóa bằng tiếng Việt Nam qua một cái giáo lý tình thương, cái giáo lý hiện đại, cái giáo lý học Phật tu nhân, cái giáo lý đó được phù hợp với cái người cư sĩ tại gia. Thưa chư đồng đạo, thưa quý vị, cho nên ở đây xin long trọng báo tin với tất cả quý cô bác mình được đầy đủ cái niềm tin vững chắc để tinh tấn tu hành cho nó được tốt lành hơn, thì đất nước Việt Nam của chúng ta sau này nó màu nhiệm lắm, nó biếu bao lắm, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cho nó cùng tận. Sau này nào là Đức Thầy tiên tri cho mình biết, quý vị ơi,
đó là nước Nam như thể cái lầu, ngày sau bá tánh đâu đâu phục tùng, ngày sau các nước là đâu đâu phục tùng. À, cho nên đó là thưa với quý vị, rồi nào là Đức Thầy tiên tri cho biết nhiều cái điều di diệu trong cái vùng Thất Sơn, nào là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao báo quý, hay hoặc giả là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Cho nên cái sự quý báo đó vô cùng to lớn, do vậy đó cũng là một cái điều để rồi báo hiệu cho tất cả chư đồng đạo, tất cả mọi người biết rằng sau này sẽ có cái sự cơ hội quý báo mà được các chư Phật chư Bồ Tát mở ra một cái đại hội Long Hoa để tuyển chọn những người hiền lương đức hạnh. À, mắt nhìn thấy thần thông biến quá luôn quý vị ơi, rõ ràng là sau sẽ có Phật tiên tại thế, thì mở hội Long Hoa thì các chư Phật chư Bồ Tát các cõi tiên đều trở về để giữ đại hội đó. Mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà là hiện chó hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như xưa. Thưa chư đồng đạo, thưa quý vị, như vậy thì trao đổi gọn cho chúng ta được hiểu chung hai câu Đức Thầy cũng nói đã vạch trắng ra rõ hết rồi. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, thì chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi cái lời của ông Phật Việt Nam là một vị giáo chủ của đạo Phật giáo Hòa Hảo đã nói rất rõ, thì chắc chắn sau này sẽ là một cái nơi cơ ngơi rất là tuyệt vời, tức là đất nước mình sẽ được là một cái nơi trung tâm điểm của cõi trung ương, và sau này sẽ có Phật tiên giáng lâm xuống trần thế để mở hội Long Hoa để chọn người hiền đức, thì nhằm mục đích là làm sao để kêu gọi nhân sanh thức tỉnh quay đầu để trở về con đường giác ngộ tu hành để được ngày sau diện kiến Đức Phật Đức Thầy trong ngày Long Hoa đại hội. Hai câu gọn chúng tôi xin trình giải đến đây xin hết. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo thì xin mời thầy Hòa giải hai câu nữa để cho bà con mình được nghe chung. Thầy nói là cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Tiếp theo hai câu trên. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Xin mời thầy Hòa. Thì tiếp theo hai câu Đức Thầy cho biết là cờ thế giới ngày nay gần thúc. Cờ thế giới tức là cái bàn cờ, mà cái bàn cờ này là cái bàn cờ thế giới, là ám chỉ cho Đức Thầy tiết lộ một cái điều cơ mật mái trời. Cái điều mà đất nước Việt Nam nói riêng và nói chung trên toàn cả thế giới hoàn cầu ngày nay, hai cái chữ gọi là gần thúc, tức là gần hết rồi. Cho nên Đức Thầy mới thúc giục chúng ta. Thúc giục nào là hạ nguyên nay đã hết đời, đời cùng còn chẳng mấy năm, đời cùng tu gấp kịp thì tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu, khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Rồi nào là sớm là thức tỉnh tâm tầm đảo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên. Đức Thầy đã thúc giục, đã kêu gọi mình đánh lên một cái tiếng chuông in ỏi gần gian khắp cả đại đồng, là chuông kia chiêu sợ chỉ mình, chẳng lo thân phận mà lo dành bớm ông, hiếu trung hãy liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Đức Thầy đã kêu gọi, đã dạy chỉ rất rõ, rất nhiều trong giáo lý hết rồi. Vậy mà nhiều người vẫn còn mê say trong cái ảo mộng, mê say trong cái trường danh lợi. Thưa chư đồng đạo, thưa chú quý vị, cho nên cờ thế giới là một cái điều mà giống như cái bàn cờ mình sắp thua rồi, một cái bàn cờ đưa ra cái ván cờ, cái trận cờ đó mình đánh nhưng mà nó thất rồi, cờ đã thất, còn chờ nước chiếu tướng cái là kết thúc cuộc cờ, là mình thua là xong đúng quý vị. Cho nên mà còn ăn con chút làm chi, ai là người quân tử tu mi phải sớm xử sang thân mình cho vẹn, chừng lập hội mới khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi, nó kế bên đó đúng quý vị, mình có giữ trong đó là sẽ được Phật tiên, sẽ chứng cái quả vị Phật hoặc tiên. Lời cao siêu phiên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt nhiều bá tánh. Cho nên cờ thế giới ngày nay, tức là cái hiện bây giờ, nó chính trực đúng đắn rõ ràng ngay trong cái bối cảnh hiện tại ngay bây giờ luôn quý vị ơi. Ngày nay gần thúc tức là tới rồi, tới là quý vị mình cảm nhận coi có chưa, tới chưa. Nào là tình hình chiến tranh, tình hình dịch bệnh, tình hình làm ăn kinh tế thất thoát, làm ăn ruộng vườn là lúa thóc bây giờ nó cũng là nghiêm trọng thất thoát, khó khăn làm ăn cái gì cũng xuống cấp hết, phải không quý vị? Thì rõ ràng đó là cái cuộc cờ thế giới này chỉ cho cái vận mệnh này, chỉ cho cái cuộc đời vô thường này, chỉ cho cái giả tạm của cuộc đời chính mình luôn biến đổi không ngừng, luôn biến đổi không ngừng. Đức Thầy nói là việc biến chuyển thiên cơ gấp gáp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành,
cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, Đức Thầy chỉ rõ hết rồi, đâu còn thiếu chỗ nào nữa đâu, thưa cho đồng đạo, thưa quý vị. Cho nên cờ thế giới ngày nay gần thúc là gấp rút lắm rồi. Vậy đó chứ mình vẫn còn lơ mơ, vẫn còn là chạy đông chạy tây, vẫn còn mê man, không có chịu thức tỉnh quầy đầu để sớm giác ngộ tu hành, để được dự hội Long Hoa, để diện kiến Phật Thầy trong cái ngày kết thúc, trong cái thời kỳ mà coi như là gấp rút như thế này, thưa chư đồng đạo. Cho nên cờ thế giới ngày nay gần thúc, Đức Phật, chư Bồ Tát cũng như Đức Thầy của chúng ta phải xuống trần gian này để làm chi vậy? Để kêu gọi thức tỉnh trần gian, quầy đầu cái giấc mộng trần gian. Cho nên Phật tiên phải xuống hồng trần, nên Phật tiên phải xuống hồng trần có nghĩa là Phật tiên là từ Đức Phật Thầy Tây An, rồi Đức Cử Đa, rồi đó là các vị thần, chẳng hạn như là cụ Nguyễn Trung Trực, Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, vân vân, là những cái vị môn nhân đệ tử của Đức Phật Thầy liên tục chuyển kiếp tái sanh và luân lưu nhiều nơi, nhiều nước, nhiều thế giới. Những ai mà có duyên lành thì các chư Phật, chư Bồ Tát cũng như Đức Thầy luôn giáo hóa, luôn chỉ dạy dìu dắt để kịp với cái giờ chót, kịp với cái giờ chót. Rồi nào là Đức Thầy còn nói thêm nè quý vị, cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Xuống hồng trần là chỉ cho xuống cái trần gian của chúng ta để dạy đạo, để cứu đời, để kịp cái giờ chót, kịp cái Long Hoa sắp mở, kịp cái hạ quân sắp tàn, kịp cái số vô thường của chúng ta sắp chết. Quý vị mình nghĩ coi, qua một trận dịch số lượng chết khủng khiếp, gọi là lớp đau chết kệ thôi vô số đó. Rồi cái cảnh khổ sau này là thiên tà ma yêu quái chặt đường chốn dương trần, nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Rồi nào là cái nỗi khổ mà Đức Thầy nói tiếp nè, chừng lao sao ác thú non tầng thì Nam Quốc, thì là Nam Quốc lương dân mới biết. Như vậy đó, thì là lao sao ác thú non tầng, nào là ở trên đó là núi ngang, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tính chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Cho nên tóm lược lại hai câu này, Đức Thầy báo hiệu cho chúng ta biết là cờ thế giới, cái bàn cờ của thế giới, tức là tất cả những sự kiện cuộc đời nó luôn biến đổi, nó luôn biến động, nó luôn dịch chuyển, nó luôn theo cái định luật tuần hoàn tạo hóa vũ trụ vô thường biến đổi theo cái thời gian. Nó có thể đến bất thường, những cái tai họa, những cái cảnh động đất, sụp đất, mưa lũ, khổ ách, nạn tai dồn dập, không sao kể xiết. Cái nỗi khổ niềm đau Đức Thầy cho biết nào là nước dưng lửa cháy, năm chèo thú hùm. Thưa quý vị ơi, quy khổ lắm. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lại lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi khoa tràng, tam thiên lục bá khắp tràng hại dân. Người nào là đến thân dỗ thánh thần náo động nữa, thảm cho trần nhà trống mà ruộng quang luôn. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Khuyên sanh chúng hằng ghi mối đạo, lòng hằng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dỗ mắt còn sẽ phân. Rồi nó sẽ đến một cái giai đoạn mà những cái ngày giờ năm tháng đó nó sẽ kết thúc. Nhưng mà cái kết thúc sớm nhất đó là cái vô thường của chúng ta. Nó sẽ chết bất cứ lúc nào, đúng không quý vị? Rồi bây giờ mình chết đi rồi, bỏ cái thân tứ đại này rồi, chúng ta rất khó tu, rất là khó bồi đắp công đức tu hành, cúng lại ăn chay niệm Phật, làm lành tu hành, rất là khó khăn quý vị ơi, nó sẽ chậm tiến. Do vậy thì bây giờ cơ hội của chúng ta còn đang hơi thở, còn đang sống còn giữa trần thế này, mặc dù là ai nấy cũng vẫn còn đeo mang những cái nỗi khổ niềm đau, nào là nợ duyên đeo đắm nơi trần thế, rồi kiếp số luân chìm chốn gốc gai, gầy gặp mưa nhuần ăn thánh đế, cam lồ rứa tắt lửa trần ai. Mặc dù là nợ thế mình còn nhiều, nợ thế chả chưa có xong, nhưng mà quan trọng nhất là quý vị mình biết ăn năn sửa lấy lòng, người gắng cố gắng niệm Phật, quý vị gắng cố gắng niệm Phật để kịp cái đò chiều chiến chót này, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà là tan chứa nghiệp, thuyền từ thầy rước lại lông bồng. Cho nên Đức Thầy nói là đành rằng nợ thế chả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Rõ ràng bây giờ mình đã biết được Đức Thầy của chúng ta đã chọn báo hiệu là Phật, là chọn nhầm cái cõi trung ương tại cái đất nước Việt Nam rồi. Rồi báo hiệu là cờ thế giới này đã kết thúc rồi.
À, nhưng mà sở dĩ chưa kết thúc là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, chờ mình giác ngộ, phát tâm, hướng thiện, quay đầu tu hành. Thì Phật tiên xuống thế mở hội Long Hoa, chọn người hiền đức để vào dự hội Long Hoa, để sống cái cuộc đời an cư và lạc nghiệp. Thưa cho đồng đạo, thưa quý vị, như vậy thì tóm lược lại hai câu: cờ thế giới là ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Thì ở đây Đức Thầy muốn báo hiệu cho mình là cái hạ nguyên nó đã sắp hết rồi, thời gian không còn bao lâu nữa đâu. Những hiện tượng, những cái việc lạ kỳ đã có hay chưa? Chưa là những kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo thì biết thừa tới đâu. Những người mà có cái tâm đạo và có cái trí đạo mà hằng ngày thường nghiên cứu, theo dõi, tìm hiểu kỹ về cái giáo lý, những cái lời dạy chỉ của Đức Thầy, thì chắc chắn quý vị mình sẽ đặt trọn vẹn niềm tin cuộc đời, thế giới, rồi đạo lý Đức Thầy đã chỉ dạy, những cái gì đã có thì nó sẽ diễn ra hết rồi, rồi sắp tới sẽ có thì Đức Thầy cũng đã nói hết rồi. Việc thiên cơ là khùng tỏ hết trơn rồi, Thầy nói hết rồi quý vị. Nhưng mà có một điều là chúng ta là phàm phu, không nên không nên nói lộ liễu những cái việc thiên cơ thái quá bất cập, làm cho ảnh hưởng dân tình, làm cho bà con quan mang lo lắng sợ hãi. Mà tu ở đây cái cốt lõi của chúng ta đó là tu để giải thoát, tu để giải khổ, tu để chấm dứt sanh tử luân hồi. Tu là chúng ta sửa chữa từ cái thói hư tật xấu của chúng ta, những cái tham, những cái sân, những cái si, rồi cái tâm của chúng ta phân biệt nhân ngã tốt xấu hơn thua, tranh đua giành giật hoài trong cái phàm tâm, trong cái chúng sanh tâm, trong cái ma nghiệp của nội tâm. Bây giờ tu là sửa, làm sao sửa phàm ra thánh, sửa ma thành Phật, và sửa một cái con người tệ trở thành một con người hoàn thiện tốt đẹp. Thì đó là tu thực tế là như vậy thôi, chứ đâu có gì khó khăn đâu quý vị. Đó, cho nên thì hai câu này Đức Thầy cũng nhắn nhủ mình, đã sắp hết đời rồi, Phật tiên xuống thế trả lần cuối rồi, thì bây giờ là mình phải gắng cố gắng là quay đầu hướng thiện thì bằng tăng giác dùm. Thì là hôm nay hội đủ cái duyên lành được đoàn Tây Ninh cũng như tất cả quý cô bác mình tổ chức đoàn về đây kính viếng một trong vùng Thất Sơn là núi Ông Két. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý cô bác mình ai ai cũng luôn luôn tạo cơ hội cho chính mình. Hồi trước giờ mình thương ai đâu không à, mình quên mình không chịu thương mình, không cho lo lắng cho chính mình, để một lát nữa tắt thở rồi không biết linh hồn này đi về đâu, phải không? Thôi thì mình đã nắm được cái phao, nắm được cái la bàn, nắm được cái kim chỉ nam của Đức Thầy, là cái giáo lý tình thương, cái giáo lý hiện đại, cái giáo lý vững chắc bằng cái tiếng Việt Nam rồi. Tu theo đây bảo đảm chất lượng an toàn 100%, được Thầy của chúng ta sẽ bảo hộ và sẽ hứa là sẽ cứu chúng ta. Thương trần ta cũng ráng thề, miễn cho bá tánh liệu bề lo toan. Là tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải xác thân người đời. Tu đi, nếu không có cái kết quả tốt đẹp thì Thầy bảo đảm chắc chắn sẽ cứu mình quý vị ơi. Đó, thôi thì chúc cho quý vị trong đoàn của chúng ta đi chuyến đi núi Du Sơn này, đặc biệt nhất là hôm nay đi viếng lễ Phật Chùm, sẽ luôn đầy đủ những cái phúc duyên để rồi giác ngộ quy y tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin cầu chúc cho quý vị được thân khỏe, tâm an và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn cư sĩ Thanh Hòa đã chia sẻ một đề tài rất là rốt ráo, rất là hay, rất là ý nghĩa để cho bà con của chúng ta nghe để tinh tấn hơn trên bước đường hành đạo. Kính chúc cho Thanh Hòa luôn được dồi dào sức khỏe, và mến chúc cho tất cả quý bà con của chúng ta sau chuyến đi Du Sơn này về phát tâm Bồ đề dũng mãnh và tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn diễn kiến ngày đại hội Long Hoa, diễn kiến Đức Phật và Đức Thầy cũng như là Phật Dương đang ngồi đây nghe vị, đang chờ quý vị nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tạm biệt.